Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lạy kính Đức Thầy. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em, kính mến, kính thưa quý vị. Thì bữa nay đám giỗ của mẹ tôi, là sở dĩ hôm nay tôi có phát một số quà là bị gì mẹ tôi đó. Là bà cũng rất hiền, có bà con mình có biết, có số biết, có số không. Mà bà ăn chay bà gớt không biết nhiêu lần đó. Mà niệm Phật là bà dở thôi là dở. Cho nên vì vậy mà cái nhà mồ quý vị đang đi vô đó là ông nội bà nội tôi với cha với mẹ. Mà cha tôi thì ông làm trưởng ban dẫn tế, ông đi cất nhà cho dân nghèo. Cho nên cái phước của cha tôi đó, bây giờ quý vị mình là 7 anh em trai, mà có một cô con gái một là tên Tư Hằng đó, là nó bà con thấy đó là nó đẹp giống Lệ Thủy vậy đó. Mà nó 64 tuổi, nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi à. Mà người ta gặp tôi đó, người ta kêu bằng anh không à. Bà già 70 tuổi hỏi anh nhiêu, tôi nói mới 66, bà nói trời ơi. Cho nên vậy bà con thấy là em tôi nó mới 64 tuổi mà nó trẻ giống như Lệ Thủy 50 tuổi thôi. Mà nhờ cái đức của cha tôi, cho nên vì vậy mà mẹ tôi đó thì bà tu dở. Nên vậy mà bữa nay cái ngày đám giỗ là tôi muốn đồng đạo đông, mà bây giờ đồng đạo á, mời đông cũng không được. Là bởi vì á, hồi trước á, đám giỗ nhà tôi tới cả ngàn người đặng, không có chỗ nào nói đạo được. Mà nhà tôi nói cho nên người ta tới ào ào đi. Bây giờ nhà nước người ta cho phép, nơi nào cũng có ban sự, nơi nào cũng có đám giỗ, nơi nào cũng đọc giảng, nơi nào cũng nói đạo. Cho nên vậy mà tôi mời đồng đạo người ta không có đi, bởi vì ta nó mắc kẹt ông ơi. Cho nên kỳ này đó là tôi cho 80 phần quà. Như vậy đáng lý ra tôi cho 200 phần đó, mà bởi vì hổng gài đổ vô cái nhà mồ của cha mẹ đó là cũng hơi nhiều. Vì vậy mà không có dư gạo tiền để giúp đỡ bà con. Cho nên vì vậy mà bữa nay đám giỗ nhà tôi đó mà cho 80 phần quà đó là phải 8.000 phải đủ. Là bị gì nghèo từ ở xứ này qua xứ khác là nghèo tùm lum tới la hết. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bữa nay là 80 phần quà, nếu ai mà tới không phiếu đó là có phai lang. Đêm hôm nửa đêm tôi mới đi chở phai lang, là bởi vì bà con tới đây đám giỗ nhà tôi mà không có quà về đó thì nói chung tội nghiệp. Cho nên vậy mà chấm hôm sớm mơ này có một cô, cô đưa cái phiếu, cô nói tôi nhận quà về liền. Tôi nói không được, bữa nay đó ở đây niệm Phật một buổi như nghe đạo một buổi. Bà nói từ ngày, cô nói từ ngày có chồng có con mà chồng thôi tới bây giờ đứa để lại đứa cháu ngoại nuôi thấy ông nội luôn. Ngày nào cũng mừng ta là sớm mơ tới chiều không đủ nuôi nó. Cho nên vì vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ đi đây đó là ngồi sau lưng bà con cái cô áo vàng đó tên Trâm đó, là cô này ở Bạc Liêu mà cũng nhờ tu đó mà cổ là đến nỗi là nào trước đây bán doanh nghiệp thủy sản có khá giả, nhưng mà bệnh thời gian rồi nghĩ rằng mình là có liên quan tới ba cái vụ giết cá đó mới bắt đầu ăn chay trường rồi theo Phật giáo Hòa Hảo. Rồi cái nhà của cổ đó bây giờ ở Bạc Liêu đó là ở Trần Dưới là 1.600 hộp cơm, còn ở trên thì thầy trị bệnh. Cho nên từ cái ngày mà cổ biết tu tới giờ đó là gia đình hạnh phúc trên thận dưới hòa. Như vậy thì cái mục đích của tôi ngày nay đó muốn cho bà con dân nghèo, bà con ngồi lại đây để cho tôi tâm sự bà con. Chứ bây giờ ví dụ như trường hợp hôm tháng giêng đó, đứa em tôi cũng xin nước ngoài nước trong cho bà con mình 2 tấn gửi 250 phần quà, mà tới bữa nay là chưa đầy 2-3 tháng mà tôi cho gần 100 phần quà nữa cũng không đủ đâu hết. Cho nên vậy mà cái mục đích cho bà con ngồi đây, bà con là muốn cho hết nghèo, bớt nghèo, cho cuộc đời sống mình trở nên khấm khá lên. Bà con mình tập ăn chay, là bởi vì tôi ăn chay trường năm nay. Bà con thử nghĩ tôi ăn năm nay 50 năm mà tôi ăn riết găng tôi không còn cái nè. Mà nhờ tôi ăn chay cho nên bây giờ đó là tôi mới có cơm gạo. Hai nữa là tôi có uy tín, tôi xin đầu này đầu kia tôi cho bà con. Chứ nếu tôi ăn mặn uống rượu đánh bài rồi hỏi cha nào cho tôi, thấy không? Cho nên vậy mà nhờ tôi ăn chay lâu năm cho nên vậy mà tôi không sát giết sinh vật. Hai là tôi không gây điều tội lỗi với sinh vật, nên vậy mà con vật nó không có đòi mạng tôi. Cho nên tôi bệnh bệnh chứ không có chết. Bệnh bệnh vậy chứ tôi uống thuốc nó riết rồi nó cũng đỡ.
Chứ thiệt ra bà con mình á, con người mà giết vật nhiều quá đó, là mấy con vật đó mà nó hợp đồng lại nó đòi mình, rồi mình phải chết yểu, mình phải vắng số. Cho nên bà con mình không gài có nghe cái chuyện là đi cấy lúa ngoài đồng đó là chết không biết nhiêu mạng. Nói là ông chồng với bà vợ đi cấy lúa, bà vợ nó mệt quá, thì coi như cổng bà vợ về tới nhà thì bà vợ là bà ngã ngang chết, ổng chết theo luôn. Cho nên bà con thấy khổ không? Rồi bây giờ đó là hổng gài là chết trẻ trẻ, có ba cô nọ cấy lúa đâu không biết, là sáu người, nó nắng quá thôi tôi về nhà nghỉ rồi mát hãy trở lại cấy. Cho nên vậy mà bây giờ đó mấy người kia về nhà không sao, mấy người kia cấy gán, mới vô trong cái trại người ta để lại cái thùng nước lá đó quý vị. Bắt đầu là ba cô, bà có ai có điện thoại mình tắt, có ba cô đó thấy cái thùng nước lá quý vị, cho nên mỗi người một ca xối lên đầu, xối rồi ngã ngang chết hết trơn ba cô luôn. Cho nên bà con thấy nguy hiểm không? Cho nên vậy mà giờ đây đó là tại vì trong lúc mình nắng quá đó, cái đầu mình nó thưa thịt, nó là nó đang nó nóng bức, mà mình lạnh mình đổ vô quá đó là coi như nó tắt nghẽn, cũng giống như cái bếp lửa bà con mình đang cháy vậy đó, mình múc nước vô là tắt liền. Còn cái con người mình đang sống đây là âm dương nó đang điều hòa, mà mình đang nóng quá mình chế nước đá vô bất tử, cho nên vậy mà ngã ngang chết luôn bà con. Cho nên vậy mà hôm nay giờ đây đó, bà con mình trong cái bữa lãnh gạo bữa nay, nếu bà con mình về tập ăn chay từ 4 ngày, Đức Thầy nói chay 4 bữa ấy là quy tắc của cây khùng chỉ dắt chúng sinh. Cho nên vậy mà bà con mình tệ nhất á, bà con mình tệ nhất á là cũng ăn chay 4 ngày, là bởi vì Đức Quỳnh giáo chủ dạy Phật giáo Hòa Hảo đó, là chay 4 bữa là quy tắc. Cho nên người nào mà tệ nhất cũng bà con ăn 29-30 14 gầm. Còn nếu người nào ăn chay nữa đó, ăn chay 5-3 tháng. Còn người nào mà ngon nữa ăn chay trường. Cho nên cái xã của mình mà ai ăn chay trường mà nghèo đó, là bà con cứ lại nhà tôi lạnh gạo ăn hoài. Là bởi vì có ăn chay trường là bà con nổi cái vấn đề rau luộc chấm nước tương mặn ngày 200 ngàn còn y nguyên luôn, sao mà nghèo, phải vậy không? Là bởi vì quất thịt cá rồi chiều còn quýnh số lai gai nữa. Còn ông nội tôi đi nhậu nữa, hỏi tiền nào có dư, thấy không? Cho nên từ chỗ đó mà bà con mình bây giờ đó là coi như là ăn chay đi. Nếu nghèo thì bà con cứ tới nhà tôi lãnh gạo, phải không? Cho nên vậy mà cái thứ nhất là bà con mình cố gắng từ ăn chay kỳ tới ăn chay trường. Cái thứ hai nữa đó, bà con mình tối cúng lại. Là bởi vì cúng lại đó, là bởi vì cái tội của mình hồi trước bây giờ quá nhiều rồi. Cái tội giết sinh vật nè, cái tội chửi chồng mắng con nè, cái tội cho dai nè, cái tội lợi dụng nó dốc nó láo nè. Cho nên vậy mà cái tội của mình hồi đó bây giờ nó không biết nhiêu tội nấy. Cho nên vậy mà tối đó là mình cầu nguyện với Phật trời, cái tội của con lỡ gây ra rồi, cho nên chuyến này Phật trời tha cho con đi, bớt tội cho con đi. Chứ bây giờ con bị chồng quýnh ngay cái mỏ hoài, bị con chửi nó quá cho nên quýnh ngay cái mỏ. Cho nên vậy mà bà con mình thử nghĩ, là coi như là cái bài cúng lại của Đức Thầy mình sớm chiều đó quý vị, là cái câu nguyện thứ năm, Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử, tức là bớt cái tội, xả cái tội cho con. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ coi, bây giờ tại sao mình nghèo, là bị gì kiếp trước đó, là mình thiếu làm phước cho nên kiếp này mình nghèo. Còn nếu trường hợp bà con mà kiếp trước có làm phước nhiều đó, kiếp này bà con làm chơi ăn thiệt. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi, Kim Tử Long đó, là thằng này hồi trước đó là nó là hiện giờ nó làm đệ tử thôi, mà cái tướng nó đẹp trai, miễn mà bữa nay có Kim Tử Long tới đây, cái bà con tự nhiên là coi như là bu Kim Tử Long là quên tôi mất mẹ à. Là bởi vì tôi ốm tôi xấu, cho nên quý vị mình thấy Kim Tử Long đẹp là bà con bu Kim Tử Long à. Mà bây giờ bà con mình cái thứ kiếp này mà mình có cái tướng đẹp đó, là đó là chẳng qua đời trước mình có phước rồi. Mà hai nữa, đời này mà bà con có tướng đẹp đó, là đời trước mình hay cúng bông cho Phật, cho nên kiếp này mình giàu. Cho nên vì vậy mà hôm nay giờ đây bà con mình, con cô hồi sáng đó nói có chồng đẻ được đứa con, rồi bây giờ đứa con đó nó thâu nhau, nó đẻ được đứa cháu ngoại, mà cô ta mần mướn mà ngày mần đêm luôn, mấy chục năm luôn bà con, mà nuôi đứa cháu nuôi không nổi. Cho nên vì vậy mà giờ đây tại sao có nhiều gia đình người ta dư tiền tỷ, tại sao có nhiều gia đình người ta dư ăn dư để, mà tại sao mình nghèo như thế? Là tại vì cái tội của mình làm lâu đời quá, cho nên nó khiến cho mình phải khổ, phải đau. Cho nên vậy mà mình phải gắng lo tu. Cho nên vậy mà bây giờ đây bữa nay bà con lãnh gạo, lãnh khoai đó, về cứ bà con tối cúng lại, là sáng cúng, chiều cúng, có hai thời cúng lại hà.
đâu có nặng nề nhặn nhọc gì đâu. Bà con thử nghĩ coi, tôi cúng năm nay 50 năm rồi, sáng cúng chiều cúng, sáng cúng chiều lại, sáng cúng chiều lại, mà tôi quất năm nay 50 năm rồi đó. Cho nên vậy mà nhờ tôi cúng lâu năm, cho nên vậy mà giờ đây tôi khỏe hơn bà con mình. Bà con mình than đói mà tôi đem gạo tôi cho người ta. Rồi bà con này bây giờ vấn đề là không có thuốc uống, lại tôi lại làm thầy thuốc. Là nhờ tôi tu lâu năm cho nên tôi giái với Phật trời. Cái tội của con hồi đó giờ tạo nhiêu Phật trời tha cho con. Cái phước con làm còn nhiêu y nguyên nấy. Cho nên tôi đi tới đâu bà con người ta mến tôi là tại vì cái phước tôi có. Chứ cái tội mà tôi tạo tội ra bà con đi gặp tôi bà con ghét lắm, bà con không ưa. Cho nên vậy mà nhờ có cái phước cho nên vậy bà con yêu bà con mến. Như vậy thì bà con chuyến này về nhớ hổng chiều cúng lại. Bà con mình thử nghĩ coi cúng lại đọc cái gì khỏe không. Tôi cúng lại xong rồi mà tối tôi còn cầu nguyện cho ông nội tôi bà con, cha tôi mẹ tôi. Là bị gì ba má tôi với ông nội bà tôi bà nội tôi đó. Bà con suy nghĩ coi, bây giờ ổng cực khổ dữ lắm mới đẻ ra ông nội tôi, cha tôi. Mà cha tôi cực khổ lắm mới đẻ ra tôi. Cho nên tôi bây giờ được thân dài dai vọng, được có cái cuộc đời được hạnh phúc là tôi nhờ cái vấn đề cha mẹ. Cho nên vậy mà cái ơn cha mẹ tôi nhớ không có thể quên. Vì vậy mà bây giờ đó tôi suy nghĩ rằng ông nội tôi, bà nội tôi bây giờ chết mà không biết về đâu, không biết là về cõi trên hay là về cõi nào. Cho nên vì vậy mà ở đây là bây giờ bà con thử nghĩ coi, là ví dụ như bà con mình có cha mẹ đi, mà cha mẹ bây giờ mình chết mà cái hồn của cha mẹ mình xuống dưới địa ngục, coi quỷ sứ nó đang là cắt lưỡi ở dưới, bà con chịu nổi không? Còn ông bà mình bị quỷ sứ xuống dưới đó là bây giờ cắt là lấy chà dù hết đó, bà con chịu nổi không? Cho nên hồi xưa một kiền liên nhờ ông tu đắc đạo, cho nên ông đi xuống Diêm Vương. Ông thấy bà mẹ mình bây giờ đầu đội chậu máu đít ngồi bằng trong, cho nên ông về ông mới nhờ các dư tăng để mà cầu nguyện cho bà Thanh Đề, bà được siêu sanh về cõi Phật. Cho nên bà con mình mà nếu trường hợp muốn cứu ông bà đó là hai buổi cúng lại nè: Nam mô nhị nguyện cầu củ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Là mình cầu nguyện cha mẹ còn ở đây sống dai với mình, hay là đỡ quá chết rồi được giảng sanh về cực lạc. Bà con cầu nguyện hoài vậy, bà con mình thử nghĩ ông bà mình đi lên không? Một kiền liên hồi đó cũng nhờ các chư tăng cầu nguyện mà bà Thanh Đề được lên. Mà bà con mình sáng cúng chiều lại vậy, ông bà mình có tội cỡ nào đi nữa mình cầu ghét ông bà mình cũng đi lên. Mà bà con mình có nghe người ta hay đi núi cấm người ta lên vô củ quyền không? Củ quyền mình bây giờ ở trên núi đặt đắc luôn, là bởi vì ổng chưa đắc đạo. Ổng về núi ổng học đạo đặng chờ ngày dự hội Long Hoa. Cho nên bà con mình đi núi cấm hay người ta lên vô củ quyền. Củ quyền là tại vì củ quyền mình chết cái hồn còn gì đấy nè. Cho nên vậy mà tu tiếp để mà chờ gặp Phật gặp trời, đặng mình đi lên cõi Phật cõi trời. Cho nên bà con mình cúng lại là hàng ngày đó, là cầu nguyện cho cha mẹ tại nhà sống dai mà lỡ chết rồi được về cõi Phật. Bà con thấy cái công cực khổ của mình có mấy phút mà ông bà được siêu, bà con mình mừng không? À, với hơn nữa bà con mình có cúng lại đấy hen, là coi như là bà con có cúng lại mà một thời gian mà bà con còn nghèo nữa đấy hen. Bà con cứ lại đây thường tôi đi. Tôi nói từ ngày nghe ông tu cúng lại tới bây giờ mà nhà tôi giờ nó còn chồng vợ cự lộn mà ngang đâu thiếu nợ đó. Cho nên bà con cứ thường tôi đi. Cho nên vậy mà chuyến này đó bà con mình nếu nghèo về nhận gạo đó, mà nghèo mặt cộng cỡ nào nhà không có chỗ cúng nhà trước cửa, tôi thỉnh tam bảo củ quyền về nhóc chân kìa. Bà con về thỉnh thờ đi, cúng sáng cúng chiều lại, coi như là phải làm hoài bà con không thôi. Mà tôi năm nay làm 50 năm rồi, bà con còn làm nổi. Bà con mình chuyến này về cúng là coi như làm nổi khỏe ghê thôi. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ chỗ này nè, cái quan trọng nhất là bà con mình á, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành, đánh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Phật trời chư thần ơi, từ đây sắp tới con không ơi dám cho dai, rồi chữ chồng mắng con, rồi là lấn ganh giành đất liếc lé đồ này kia. Mình giái với chư thần rồi này kia, con không dám con làm điều đó nữa. Cho nên vậy mà cái quan trọng nhất là mình nguyện cái bài đó đó, là coi như từ đây về sau mình phải đi theo con đường của Phật của trời, không có dám quậy quạng nữa. Cho nên cái đó quan trọng. Rồi bà con mình nè,
Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hậu thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Cho nên bà con mình á, bây giờ bà con thấy không, ở bên Mỹ bây giờ hồi sáng này lên mạng đó quý vị, mình nó bão vô cái cơn bão đó ha, gió lốc đó là bên Mỹ là coi như đèn điện tắt hết trơn mấy tiểu bang luôn, bây giờ người ta sống trong màn trời chiếu đất luôn. Rồi bà con mình thử nghĩ bên Trung Quốc bây giờ đó là lụt lội đến nỗi là xe du lịch nó trôi thành phố nó ngập lụt tùm lum luôn. Mà ở đồng bằng sông Cửu Long mình bây giờ chỉ nắng hạn thôi, mà dân mình bây giờ nhờ cầu trời Phật quá bắt đầu mưa, bà con thấy không? Cho nên vậy mình cũng nhờ là cái vấn đề cầu nguyện đó. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hậu thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Cho nên vậy mình cầu với trời Phật ở trên độ cho thế giới bình an. Như vậy mình cầu hoài bà con mình thử nghĩ ông trời ông Phật độ không mình không bà con, phải không? Cho nên vậy mà hổng gài bà con thử nghĩ coi cái vùng Cà Mau đó là giết cá mắm không đó mà ông trời ông đãi cho bà con mình ở dưới mưa là coi như bạc Cà Mau không gài mưa mấy đám mưa nổi nước luôn. Còn Bạc Liêu cái xứ của mấy cô này mấy gài mạng cũng lên là mưa Bạc Liêu nổi nước luôn, bà con thấy không? Cho nên mình khổ khổ hơi hơi là ông trời ông độ liền, cho nắng 6 tháng nữa chết quê ở trên đó bà con, phải không? Cho nên vậy mà cầu nguyện rất cần thiết. Cho nên vậy mà bà con mình Nam mô nhị nguyện cầu củ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Rồi bà con mình biết cái câu nguyện thứ tư làm sao không? Bây giờ cái xứ Bạc Liêu của cô Trâm này quý vị, mình hồi đó là người ta ít tu lắm, mà nhờ mình cầu nguyện rồi những người xung quanh mình không tu cũng tu nữa. Là bị gì? Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Ông Phật ông trời ơi độ cho những người cho dai bạc nặng chữ chồng mắng con rồi kia bia ôm bia lon ở xóm tôi đó. Bây giờ trời là chư thần khiến tu hết đi. Chứ còn mấy người này mà tôi tu mà mấy người này không tu rồi quậy tôi chịu không nổi. Cho nên Trâm hồi trước nó nói ở dưới Bạc Liêu 10 năm về trước nó nấu cơm cho tháng 2 ngày mà gầm 30. Xanh quanh người ta nói mày có khùng không vậy? Mày có khùng không vậy? Tự nhiên mày nấu cơm cho người ta vậy? Cho nên vậy mà nó nói với anh ba chú ba ơi, người ta nói gì nói mà tôi nấu làm hoài nhờ vậy mà tôi giàu. Cho nên xanh quanh bây giờ bắt trước tôi chú ba. Ha, tụi gì ta làm phải phước hờ bên lưng. Bà con mình làm phước mà không có phước tới ai của đâu làm hoài. Cũng như bà con mình thấy mai mốt đây tới lễ 18 tháng 5 bên Hòa Hảo nè, là Hòa Hảo đãi ăn mấy cây số luôn, rồi coi như là cơm cháo bún bánh xèo bánh tiêu bánh bao là cà phê đá nước cam đãi 2 cây số luôn. Mà Hòa Hảo có nghèo không bà con? Đãi chừng nào Hòa Hảo giàu hung nấy, Hòa Hảo làm phước chừng nào Hòa Hảo là giàu hung nấy. Cho nên bà con thấy không? Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bà con cái câu nguyện thứ tư của Đức Thầy đó, bà con cái xứ nào mà Hòa Hảo đông đó là sáng cúng chiều lại rồi xung quanh đó người ta nghe cái bài nguyện của mình ta tu hết. Mấy ông mấy bà mấy cha mấy mẹ ơi, đừng có quýnh lộn, đừng có chồng vợ ly dị, con đừng có hút ấp hiện. Còn cái vấn đề đó là ông đừng có là nhậu rượu đàn bà, không có quýnh bài bao lô. Mình cầu nguyện riết rồi chư thần khiến mấy bà xung quanh mình ha, hung ác là cái chữ con, cái mỏ dài như mỏ cá nhái gì đó, mà là nghe cầu nguyện riết rồi không dám chữ con, phải không bà con? Cho nên vậy mà cái câu nguyện của Đức Thầy rất là quan trọng. Cho nên từ chỗ đó mà bà con mình miễn cái dùng có đạo rồi, miễn có cúng lại rồi, nơi đó được bình yên. Bây giờ nhất là bà con mình cái xứ Bạc Liêu á, bây giờ cái mẹ Quan Âm Nam Hải, ngồi xưa ông bác sĩ gì tôi quên tên rồi, là cái voi của Bạc Liêu đó là mỗi năm bão tố vô cái vùng đó dân nói chung tan quan hết. Ông này ông mới hy sinh nữa tài sản, ông đúc cái tượng Phật Quan Âm. Là từ cái ngày đúc Phật Quan Âm đó bây tới giờ là cái vùng cây voi của Bạc Liêu đó bây giờ không có bão tố. Cho nên vậy mà bây giờ bà con mình ta là ngày nào cũng có người ta đi viếng mẹ Quan Âm Bạc Liêu, ngày nào người ta cũng viếng mẹ Quan Âm Bạc Liêu. Mà bây giờ nơi đó dân chúng hồi trước nghèo nàn dễ sợ luôn, thành cái khu du lịch bây giờ dân người nào cũng giàu khá hết. Cho nên bà con mình thấy cái công lại Phật coi như phước lớn vô cùng không. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là qua cái bài câu nguyện thứ tư là bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Và cái câu nguyện thứ năm, Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Như vậy thì bà con mình hàng ngày lại Phật trời ơi xá cái tội của con.
Cho nên vậy mà bà con thử nghĩ coi, mấy cái bệnh nhân 2-3 người đang nằm trong nhà bệnh tôi đây, tôi nói ông tới đây gắn niệm Phật ăn chay. Cho nên vậy mà nhờ có ông này, ông ở đâu Cà Mau ở dưới á, ông có ít có niệm Phật ăn chay, mà lên đây nhà tôi ăn chay trường, ông ăn chay, rồi tôi kêu ông niệm Phật đi. Mà ông tay biến nằm nhà thương coi như tháng không có bớt. Mà về đây tôi mới trị 3 ngày, ông nói tay chân co ra co vô được rồi chú ba ơi. Tôi nói tại vì ông ở xứ Cà Mau, ông giết mấy con vật nhiều quá, cho nên vậy mà cái tay chân của ông nó là bị mấy con tôm cua nó cắn. Mà ông lên đây rồi ông niệm Phật, mấy con cua con tôm tặng cư gì dữ hết à. Cho nên vậy mà bệnh ông mau hết. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay còn cái mục sau cùng nữa. Bây giờ cái cô mà nghèo hồi sáng á, nói rằng đến đời nuôi con cháu ha, gần 10 năm mà làm mướn sớm mơ tới chiều, muốn lát da lưng không đủ nuôi con cháu. Bây giờ cứ niệm Phật trong tâm, đi đứng nằm ngồi niệm Nam Mô Đà Phật đi. Niệm bao gai Nam Mô Đà Phật hoài đi. Mà tiêu hợp mà 6 tháng nữa mà còn thiếu mà tiền để nuôi cháu ngoại ra, tới đây nói chung tôi chịu trách nhiệm hết. Tôi là tôi lãnh tôi nuôi hết. Là bởi vì quý vị mình biết không, là bởi vì cái phước á, cái niệm Phật á, là bởi vì ông Phật A Di Đà là lớn hơn ông trời. Mà ông trời thì ông lớn hơn ông thánh lớn hơn ông tiên lớn hơn ông thần. Cho nên bà con mình mà nếu trường hợp chồng quýnh hoài đó, quý vị mình niệm Phật hoài đó, ông chồng không giống quýnh. Bà con mình nếu ông chồng quýnh rồi niệm lớn lên, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, mà ông chưa sẵn quýnh mình cái, ông nói không lẽ quýnh vợ mình là quýnh Phật đó, nó đang niệm Phật mà mình quýnh nó là quýnh Phật đó. Cho nên vậy mà bà con mình bây giờ nếu trường hợp ông chồng hay quýnh hoài đó ha, mà bà con niệm Phật lớn mà ông chồng nào quýnh đó, bà con tới đây kêu tôi, thấy không? Bây giờ thứ hai nữa đó, bà con mà có con mà quậy hút chích rồi đó, nó phá tán tài sản hay chửi bới mình á, bà con mà niệm Phật đó ha, mà nếu con còn phá tán tài sản mà còn chửi chẹ mắng ma mắng cha đó, bà con tới đây thường tôi. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ coi, cái người niệm Phật tức là ông Phật đang ở với mình, mà ông thần đang bao vây mình. Cho nên mấy thằng con quậy, chồng quậy đó là tới mình, tự nhiên mấy ông thần gian ra hết à. Cũng như bà con thấy hồi đó Đức Thầy mình trị bệnh ở núi Trà Sư đó, cái ông Đạo Sơm đó, là ông nói bệnh này nặng quá cho nên chư thần núi cấm về tiếp con. Cho nên bà con mình biết bốn ông thần núi cấm bay qua núi Trà Sư đó, bà con mình biết là quỳ xuống bốn cái chân cái giường của Đức Thầy nằm đó, là bốn ông đứng bốn góc. Cái ông Đạo Trơm đó, ông thấy ông bốn thần đứng bốn góc vậy là bắt đầu ông ra ông xá Đức Thầy, ông xá Đức ông. Ông nói con ông sau này làm Phật cho nên có mở đạo cứu đời đó, cho tôi tới quy y. Cho nên vậy mà sau này Đức Thầy mở đạo là cái ông Đạo Sơm đã tới quy y của bà con. Cho nên vậy mà bây giờ bà con mình mà nếu trường hợp đi đứng niệm Nam Mô Đà Phật tối ngày đó ha, là mấy ông thần là ở nhà mình đặt đất luôn. Cho nên vậy mà xứ Cà Mau đó bà con, tôi dẫn 100 người là trong đó 10 người bị ma nhập, mà tôi dẫn 200 người đó là tự giá 30 người bị ma nhập. Là bị gì á, là tôi đọc cái danh từ là ở dưới Cà Mau là cào ma, đọc lái lại là cào ma, là bị gì con ma con quỷ là những người ở xóm mình nè, những cái thằng ăn trộm mà là hút chích giết người cướp của đó, sau này nó chết là nó thành quỷ thành ma, nó nhát cái xóm làng nè. Cho nên những cái hồn đó nó vương vấn ở trần gian, cho nên nó nhập cái người nào mà nhẹ bóng vé, cái người nào mà cái vấn đề sầu khổ diệt gia đình đó, nó nhập vô. Cho nên vậy mà bà con mình thấy là một xác hai hồn là ma quỷ nhập vô. Mà Đức Thầy mới nói là bà con đi dọc đường á, bà con thấy con ma mà nó hiện ra nhát mình, mà bà con mô phận cái bắt đầu ma mất phải không? Cho nên Đức Thầy cho biết là Di Đà lục tử gan ghi niệm cho tà quỷ vậy thầy gian ra. Như vậy chứ mình bà con thấy có người nào bị ma nhập không? Cho nên vậy mà hồi đó thầy Pháp chữa sáng đêm luôn. Là lý do bây giờ mình niệm Phật niệm trời, mấy con ma quỷ tản cư đi cái vùng dưới hết rồi. Cho nên vậy mà bà con mình dùng dưới hổng tư là bị ma nhập. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là hôm nay bà con nhận quà chuyến này 8 kg gạo, và nếu trường hợp những người nào không có phiếu gạo thì 10 kg khoai. Bà con về chuyến này nghe lời của tôi, tập sự ăn chay, tập sự cúng lại, tập sự là làm việc thiện. Bây giờ bà con mình không tiền, cũng như trường hợp cô Trâm với Bạc Liêu mở quán cơm chay không đồng đó, cái người không tiền thì người ta lợi người ta lặt dao, người ta sắt đi tiếp. Cho nên Nico đi theo đây bà sư cô đó,
bà thấy cái chỗ mà làm từ thiện vui quá, cho nên bà xung phong tới bà làm từ thiện với cô Trâm luôn. Cho nên vậy có câu ta nói kẻ công người của phước thì chia hai. Vậy thì bà con mình bây giờ là chuyến này bà con ăn gạo ăn khoai chuyến này. Nếu trường hợp xứ mình mà có cất cầu thì mình lại nấu cơm tiếp. Bà con có chặt thuốc nam thì bà mình lại chặt thuốc tiếp. Bà con có cất nhà thì mình đi nấu cơm tiếp cho mấy người cất nhà. Cho nên bà con mà làm phước vậy đi. Mà nếu trường hợp thời gian dài 3 năm mà bà con không có bớt khổ đó, thì lại đây nhà tôi cũng thường bà con hết. Cho nên vậy thì kính thưa quý cô bác anh chị em, vậy thì bây giờ ở đây nè, bà con thử nghĩ coi đó, là ngồi ở đây bà con thấy ở cái xứ núi sập này đó, bà con mình biết á, là ông già của ông xanh ở ngoài là trạm bơm ngoài á, là coi như bà già của ông năm xanh đó là chết biết trước ngày giờ. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ, trong xứ mình mà nếu ai chết biết trước ngày giờ là về cõi Phật rồi. Cho nên vậy mà người nào về cõi Phật, ông bà về cõi Phật rồi con cháu giàu hết, là bị về làm ông Phật rồi độ lại con cháu hết. Cho nên bà con để ý đi nha. Là cái người thứ hai đó là bà Hoàng Thành ở trong núi sập nè. Là cái ngày chết của bà đó tôi chứng kiến đó, là đóng phòng vô đó niệm Phật 3 ngày. Mà trước khi đi vô phòng niệm Phật đó, lại bà già chồng ba lại, lại ông già chồng ba lại, hồi trước giờ con làm dâu có điều gì sơ suất không, xin tha tội cho con. Rồi lại ông chồng ở lại nuôi con. Cho nên bà vô đóng phòng 3 ngày niệm Phật quý vị, là bà nín thở theo Phật luôn. Cho nên vì vậy mà giờ đây hôm nay ở cõi đời này bà con đang ngồi trước mặt tôi đây, là tôi với bà con 30 năm nữa, cái số lãnh gạo hôm nay là trên mặt đất này không còn tôi với bà con. Là bởi vì cái tuổi tôi với bà con hàng xóm này 30 năm nữa không bảo đảm. Cho nên từ cái chỗ đó mà quý vị mình có niệm Phật đó, thì coi như là bà con sẽ được về cõi Phật. Mà về cõi Phật thì bà con mình sẽ là thành Phật. Mà thành Phật thì sống hoài không chết, trẻ hoài không đau và sung sướng mãi không đau buồn. Cho nên vậy bà con mình biết ở trên núi Chóc không? Có ông Hai Lô, ổng hồi đau đó, ổng mới có sáu mấy tuổi à, mà ổng đau ung thư gan. Mà tôi ghé tôi thăm ổng đó cách đây 15 năm, là ổng ung thư gan. Cái tôi hỏi anh Hai Lô sợ chết không anh? Cái ổng nói ông làm giảng viên gì mà ông hỏi tôi kia câu kỳ cục vậy, tôi gì mà sợ chết. Cho nên vậy mà tôi nói ổng 3 ngày sau ổng giảng sanh bà con. Bây giờ có con nhỏ gái tên Tiết, bữa hổm tôi ghé xin tiền nó để làm từ thiện đây, bà con mình biết không? Từ một đứa tu sĩ như là thân trần mình trụi, gặp thằng kia cũng tu sĩ, mà bây giờ quý vị mình nó sắm cái ghe mà sắm mà là chở cháu đó bà con. Là bây giờ bà con biết nó dư nhiêu không? 5 tỷ, 10 tỷ luôn. Cho nên vậy mà nhờ ông già nó giảng sanh mà độ nó, khiến cho hai chồng có làm cái nghề chở cháu. Mà quý vị mình biết chở cháu vậy là cái vốn á, là cái ghe cháu là 200 triệu, mà bán ít nhất ghe cháu bơm lên là lời 50 triệu. Mà đi chở cháu dưới sông là cái nghề không ai là biết hết, mà coi như mỗi một ghe lời mấy chục triệu quý vị. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ qua cái ngày kỷ niệm hôm nay, thì tôi mong rằng tất cả bà con mình nhận quà nhận gạo hôm nay, thì bà con nghe cái lời của tôi vừa trình bày, đây là lời của Đức Thầy tôi nhắc lại. Cho nên vì vậy mà bà con mình nếu tu, mà nếu có gặp hoàn cảnh khổ đau, gia đình có nghèo khó, thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm hết. Cho nên vậy mà qua cái ngày kỷ niệm hôm nay, à, trước khi bà con lãnh quà, tôi cũng cầu mong rằng là tất cả bà con hôm nay ở nơi địa phương này, lần lần là không còn người nghèo, lần lần là không còn người khổ, và lần lần gia đình nào cũng trên thận dưới hòa, lần lần gia đình nào cũng như ăn như để, nhà nào cũng tu hành ngon lành, để sau này về cõi Tây Phương Cực Lạc gần đây gặp thầy trở lại trong cái ngày Long Hoa Đại Hội. Kính chúc toàn cả bà con ai cũng đều an vui hạnh phúc, sau này tu ai cũng về trời về Phật. Bên đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có gì?